Hình như các bác lại là Nancy đây. À, mình biết là các bác rất là hoang mang với cái kiểu đầu này của Nancy đúng không? Thực sự là mình còn hoang mang với chính bản thân. Kiểu mình chưa bao giờ kiểu xuống tóc sâu được như thế ấy. Mình toàn để tóc dài không à. Với cái lần để đầu như này, để tóc như này chứ, thì kiểu mọi người nhắn tin cho mình rõ nhiều luôn. Xong bảo là trời ơi mày bị thất tình à, mày bị mất tiền à các thứ. Nhưng mà xin báo cáo với mọi người là thứ nhất, mình không có tiền để mất. Thứ hai, người yêu mình cũng không có luôn. Ok, mình cắt tóc là kiểu cho nó mới ấy, cho nó kiểu đấy đấy, mọi người hiểu đúng không? Đấy đấy, hiểu đúng không? Ok. Mình biết là đợt này có khá là nhiều bạn du học sinh mới sang kỳ tháng 9, nên là cái inbox của mình nó sắp nổ luôn mọi người. Nancy nghĩ là mình sẽ cố gắng làm những cái video mà nó liên quan đến học tập nhiều hơn. Và mình mong là mọi người hãy xem video hoặc research thông tin trước khi mà đi hỏi người khác. Tại vì là mọi người cũng biết đấy, ai cũng bận thôi. Không có ai ngồi đấy mà để kiểu sẵn sàng trả lời cho mọi người 24/7 được. Trừ khi mọi người bỏ tiền ra. Ok, tiếp tục cái chuỗi series 5 điều thì hôm nay Nancy sẽ nói về 5 điều mà bạn cần phải chú ý về Study Permit. Dành cho những bạn nào mà chưa quen với cái thuật ngữ thì Study Permit chính là cái giấy phép du học tại Canada mà chính phủ cấp cho du học sinh quốc tế. Cái điều đầu tiên bạn nên chú ý là không nên để Study Permit hết hạn. Tại sao bạn không nên để Study Permit hết hạn? Thứ nhất, làm xấu hồ sơ học tập tại Canada. Thứ hai, bạn sẽ mất nhiều tiền hơn để khôi phục lại Study Permit. Ví dụ như là Study Permit của bạn hết hạn vào ngày 30 tháng 9 và bạn gia hạn trước ngày 30 tháng 9 thì phí chính phủ dành cho gia hạn Study Permit là 150 đồng. Nhưng nếu mà bạn để Study Permit của bạn hết hạn sau ngày 30 tháng 9 rồi bạn mới đi khôi phục lại thì rất tiếc là phí chính phủ đã lên tới là 350 đồng. Không chỉ mất thêm 200 đồng mà các bạn còn phải viết thư giải trình là tại sao các bạn lại để Study Permit hết hạn, đúng không? Tự nhiên làm câu chuyện phức tạp lên làm gì, đúng không các bác? Nên là các bác phải nhớ cái ngày mà hết hạn Study Permit hơn là cái ngày sinh nhật người yêu đấy nha. Cái điều mà các bác cần chú ý thứ hai đó là còn học thì Study Permit của các bác phải còn hạn. Thực ra có rất nhiều người hỏi mình là ví dụ người ta học đến ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, nhưng mà Study Permit đến ngày 29 tháng 4 thôi thì sao? Thì vẫn phải gia hạn. Cái ngày hết hạn của Study Permit bắt buộc phải lớn hơn cái ngày cuối cùng kết thúc khóa học. Mình không có quan tâm là còn 1 ngày, còn nửa ngày, còn 3 tháng, còn 6 tháng gì đấy. Vẫn phải có Study Permit còn hạn thì cái status tại Canada của bạn, các bạn mới hợp lệ. Đừng vì tiết kiệm, ví dụ như là 150 đồng mà không gia hạn là các bạn sẽ phải khôi phục, câu chuyện đấy nó sẽ mệt hơn rất là nhiều. Và các bạn cần phải có Study Permit hợp lệ thì các bạn mới xin được giấy phép lao động sau khi làm việc, đó là PGWP. Nên là các bạn sắp tốt nghiệp thì nhớ là chú ý cho mình điều này nha. Cái điều thứ ba thì sao? Mình thấy đa số các bạn bị từ chối Study Permit là do phần tài chính yếu. Thì thực sự ấy, CIC không có quy định số tiền tối thiểu mà bạn cần có trong tài khoản ngân hàng khi mà bạn gia hạn Study Permit. Có thể là 2.000, 3.000, đến 5.000, 10.000. CIC không có quy định, nhưng nếu là mình thì mình sẽ để tối thiểu trong đó là tầm 5.000 và mình sẽ nộp thêm các proof, ví dụ như là tiền đóng học phí chẳng hạn, để cho cái phần tài chính của mình được nó được mạnh mẽ hơn. Tại vì nếu mà bạn để 2.000 trong đấy, 2.000 trong tài khoản bank ấy, thì cũng có thể là CIC chấp nhận, nhưng mà phần lớn là CIC sẽ thấy là bạn không có cái phần tài chính đủ mạnh để có thể tiếp tục việc học tập cũng như là sinh hoạt tại Canada. Nên là lời khuyên của mình ấy là khi mà các bạn xin bank statement để gia hạn Study Permit, nếu mà các bạn không có đủ tiền ấy thì các bạn có thể làm mượn bạn bè chẳng hạn, cho cái phần tài chính nó mạnh lên. Ví dụ có 2k thì mượn thêm bạn bè gì đấy, nhiều bạn bè gì đấy để cho được thành 5k. Sau khi bạn lấy bank statement thì bạn có thể đi transfer lại cho các bạn của bạn. Nếu mà các bạn không có tài khoản bank ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của bố mẹ ở Việt Nam. Các bạn chỉ cần sao kê cái tài khoản đấy bằng tiếng Anh
mình thấy các ngân hàng là vừa cho tiếng Việt vừa cho tiếng Anh đấy. Xong rồi các bạn chỉ cần ví dụ như là photo cái hộ khẩu là có tên bố mẹ bạn và bạn là được. Cái việc thứ tư chính là gia hạn study permit khi mà passport của các bạn gần hết hạn. Thì cái ngày hết hạn của study permit không bao giờ vượt quá cái ngày hết hạn của passport. Thì đối với các bạn nào mà các bạn gần hết hạn cái passport của mình ấy, thì mình khuyên là nên gia hạn cái passport trước rồi mới gia hạn study permit sau. Như thế thì nó có thể tối đa được cái số ngày còn hạn ở trên study permit. Cái việc thứ năm là cái việc kiểu mình nhắc đi nhắc lại kiểu hàng tỷ lần ấy, là các bạn nên gia hạn study permit trong vòng 3 tháng trước khi study permit hết hạn. Tại vì sao? CIC ấy, họ cần một cái khoảng thời gian để có thể xét study permit của bạn. Mình biết là có rất nhiều bạn có thể nhận study permit trong vòng 3 ngày cũng có, 4 ngày cũng có, nhưng có bạn 5 tháng vẫn chưa nhận được. Nếu mà các bạn bị từ chối study permit chẳng hạn, ví dụ như là do tài chính yếu hoặc là bạn nộp nhầm LOA hoặc nào đó, thì các bạn vẫn có thể nộp lại lần 2 trước khi cái study permit đấy hết hạn. Và chi phí như Nancy nói ở bên trên là phí chính phủ chỉ là 150 thôi. Nhưng nếu mà các bạn gia hạn quá gần và study permit bị từ chối thì khả năng cao là các bạn sẽ rơi vào tình huống là các bạn phải khôi phục lại study permit, nên là tự nhiên các bạn tốn 350 đồng nữa. Ok, cái video của Nancy đến đây là hết rồi. Mình mong là 5 cái chú ý về study permit này có thể giúp các bạn tránh được những cái lỗi cơ bản khi mà gia hạn study permit. Mong là mọi người sẽ chờ đón những cái series tiếp theo của Nancy nha. Và nếu mà mọi người muốn Nancy làm về chủ đề gì thì có thể comment ở dưới. Ok, bye bye cả nhà.